xin kính chào quý vị khán giả hâm mộ đã cùng đến. Đây là những hình ảnh từ sân vận động Municipal de Montilivi, sân nhà của câu lạc bộ Girona. Chúng ta sẽ đến với vòng đấu giữa tuần, vòng 31 của La Liga mùa giải năm nay, với cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Girona và Real Madrid. Ba trận đấu ở vòng 31 rất nguy hiểm, không vào. Cú đánh gót của Rodrigo. Những tấn công rất nguy hiểm của đội khách. Và thoát xuống của Luka Modric. Không được. Ôi, không vào. Cú sút của Van Verde. Rodrigo sẽ được dùng trong vai trò của số 9 nào. Khá nguy hiểm, đánh đầu. Vào. Tỷ số được mở dành cho các cầu thủ Girona. Pha làm bàn của Castellanos. Đây mới là cú dứt điểm đầu tiên của đội chủ nhà. Một pha đánh đầu rất chính xác. Chân sút người Argentina lại tỏa sáng. Đây là bàn thắng thứ 8 của anh ở mùa giải năm nay. Tình huống mà hàng thủ của Real Madrid đã bắt người không tốt. Pha đánh đầu cực kỳ chính xác của Castellanos và làm tung lưới của Lunin. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không hề việt vị. Không có ai kèm Castellanos ở tình huống này. Và anh đã thoải mái dứt điểm. Quỳnh đầu đã không cho thủ môn Lunin một cơ hội nào. 1-0 dành cho Girona. Vini. Vẫn là Vini. Qua người ra đây. Vẫn còn Rodrigo. Sút lại quá tệ của Rodrigo. Đó là một pha đi bóng rất hay của Vini. Hoàn thành mục tiêu chủ hàng sẽ là một thành quả tuyệt vời cho đội bóng của Olivier Michel Castellanos. Mất bóng rất nguy hiểm. Cơ hội dứt điểm. Vào. 2-0 dành cho Girona. Quá bất ngờ. Một kết quả khó tin đang đến ở sân vận động Montilivi. Nhưng mà đội chủ nhà Girona dẫn trước Real Madrid 2-0. Và người ghi bàn, cả hai bàn thắng đều được ghi do công của một cái tên Castellanos. Kết quả quá bất ngờ đang đến ở sân vận động Montilivi. Chân sút người Argentina đang tỏ ra cực kỳ có duyên. Tình huống mà Militao đá kèm người không tốt. Và Castellanos lập tức trừng phạt. Hàng thủ của Real Madrid đã dâng cao tình huống này. Và tranh chấp rất khôn ngoan của chân sút người Argentina. Bàn thắng thứ 9 của anh ở mùa giải năm nay. 2-0 dành cho Girona. Ở hai bàn thua thì thủ môn Lunin, thủ môn trẻ người Ukraine đều không khá hay. Rodrigo, Modric, dứt điểm, không được. Asensio. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho Real Madrid. Sau những sự ép liên tục và người ghi bàn đó là Vini.
Anh đứng trước mặt các cổ động viên của Girona và có một pha ăn mừng. Đường chuyền rất đẹp mắt của Asensio, bây giờ Asensio mới lên tiếng. Không hề việt vị. Vini không hề việt vị ở tình huống này. Cú đầu cực kỳ chính xác và không cho Gazzaniga một cơ hội nào. Vini là tâm điểm từ đầu trận đấu đến giờ, nhưng thay vì về vấn đề chuyên môn, đó là những tranh cãi và phản ứng của anh. Nhưng đây là một bàn thắng quan trọng. Đây rõ ràng một tình huống bóng đã chạm tay của người bên phía Girona. Cơ hội không vào. Cú đá rất nguy hiểm. Cú sút của Rodrigo Riquelme. Đây là một pha xử lý quen thuộc của Riquelme. Anh dứt điểm vào góc xa không thành. Đáng tiếc là bóng đi vọt xa. Rõ ràng là Real Madrid đến Catalan lần này là quyết tâm giành một chiến thắng để củng cố vị trí thứ hai. Vẫn còn rất nguy hiểm. Ngay đầu hiệp 2, Castellanos lại ghi bàn, một cú hat-trick vào lưới của Real Madrid. Cú hat-trick của Castellanos. Một ngày rất khó quên cho chân sút người Argentina. Bóng mới chỉ lan ở đầu hiệp 2. Castellanos đã tiếp tục làm tung lưới của Lunin. Lần gần nhất ở La Liga có một cầu thủ lập hat-trick vào lưới của Real Madrid, chúng tôi nhớ không nhầm, đó là Lionel Messi. Và bây giờ đến lượt một người Argentina khác tiếp bước Leo Castellanos, một cái tên mà trước mùa giải năm nay thì vẫn còn rất vô danh. Ngay đầu hiệp 2 ở pha tấn công đầu tiên thì Girona đã có bàn thắng thứ 3. Phải nói rằng đây là một trận đấu rất tệ hại của hàng thủ Real Madrid. Cả Rudiger và Militao đều đã không thể ngăn chặn đường chuyền này. Cú đá nối rất nhanh của chân sút người Argentina. Khoảng cách hai bàn lại được tái lập trên sân vận động Montilivi. Tỷ số là 4-1 dành cho Girona, rất khó tin. Đó là bàn thắng, vẫn là một cục cái tên Castellanos. Cú đầu tuyệt vời của anh đã lần thứ tư làm tung lưới của Real Madrid, một cú bất ngờ cho chân sút người Argentina. Valentin Castellanos 4, Real Madrid 1. Chúng tôi nhắc đến Diego Milito, cầu thủ đã từng ghi 4 bàn thắng vào lưới của Real Madrid cách đây hơn 10 năm. Và bây giờ đã có thêm một người Argentina nữa làm được điều này. Đó là Valentin Castellanos. Cú đánh đầu rất khó dành cho thủ môn Lunin. Thủ môn Lunin tội nghiệp của Real Madrid 4 lần vào lưới nhặt bóng trong một lần hiếm hoi được bắt chính thay cho Courtois. Không được. Cú sút từ xa của Rodrigo rất bế tắc. Rất nguy hiểm, không được. Dứt điểm của Valeri. Vini. Vẫn là Vini. Cơ hội, dứt điểm. Vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4 dành cho Real Madrid. Vini Junior vẫn là người tỏa sáng và góp công lớn trong bàn thắng của Los Blancos. Người ghi bàn là Vasquez. Và đột phá trước đó dũng mãnh của Mariano Diaz. Vini đã chớp thời cơ rất nhanh. Bóng vẫn còn trong cuộc.
Rõ ràng là bóng vẫn còn trong sân. Sau pha đi bóng của Vini, rõ ràng là bóng vẫn còn ở trong sân. Ghi đến 4 bàn vào lưới của Real Madrid và thậm chí có một cầu thủ lập một cú poker là một điều xưa nay hiếm cho một đội bóng nhỏ ở La Liga. Và cuối cùng thì cuộc so tài trên sân vận động Montilivi đã khép lại với một kết quả rất bất ngờ. Girona 4 và Real Madrid 2. Trong một trận đấu mà Castellanos chân sút Argentina đã lập một cú poker, anh ghi 4 bàn thắng vào lưới của Real Madrid. Trận thua bất ngờ này khiến cho Real Madrid có thể để cho Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 14 điểm sau vòng 31 này. Đây là Castellanos, chân dung của cái tên xuất sắc nhất trong ngày hôm nay của chúng ta. Trong khi đó thì bên phía Real Madrid, hai người ghi bàn đó là Vini và Lucas Vázquez. Với chiến thắng này thì Girona đã có thể yên tâm nghĩ đến mùa giải năm sau khi đã có trong tay 41 điểm